Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Vậy là mình đã review gần hết các S cộng và S ở trong đợt chỉnh sửa skill đợt này rồi. Và chỉ còn sót lại một S cộng mình chưa review, đó chính là Palkia. Palkia cũng đã có bộ skill mới. Và sau khi mình review Palkia xong thì chắc là cũng sẽ phải đợi nhà phát hành kiểu như đưa ra những bộ skill của những S cộng và S còn lại. Lúc đó thì mình sẽ review tiếp. Palkia một thành viên của team nước này. Đợt trước thì mình đã review cái skill của Raven Kyo rồi. Thì Raven Kyo sau khi được chỉnh sửa lại thì mình hãy đọc kiểu dạng như là bây giờ nó có thể đi riêng lẻ được hoặc đi cùng với team nào cũng được, bởi vì bộ skill của nó sẽ tự dạng tạo ra hiệu ứng mưa và những cái hiệu ứng khác không cần thiết là đi cùng với cả team nước gì cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến bộ skill của Palkia. Trước khi giới thiệu về kỹ năng chủ động của Palkia thì mình sẽ giới thiệu về phần bị động của nó trước. Ở phần nội tại của nó, trong những đòn tấn công bình thường của Palkia thì nó sẽ đánh ưu tiên đánh địch hàng sau này và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố liên quan đến sát thương sàn đấu này, có thể là dạng như là yếu tố môi trường này hay là những cái tường lửa của Reshiram gây sát thương chẳng hạn, thì chắc là Palkia đánh nó sẽ bỏ qua được. Và những đòn tấn công này nó cũng sẽ bỏ qua được những vật cản, kiểu dạng như là mình dự đoán nó là những cái Pokemon được triệu hồi ấy. Ok, bây giờ đến phần skill 1. Skill 1 của Palkia thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 100% công đặc biệt, và nó sẽ tăng cho bản thân nó đó là 10% công đặc biệt trong vòng 2 lượt. Với skill thứ hai thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 180% công đặc biệt. Và bây giờ skill 2 nó sẽ có hiệu ứng mới, đó chính là nó sẽ làm tráo đổi vị trí tấn công của ngẫu nhiên một địch mà có cái tốc độ cao hơn nó này. Và giả sử trong trường hợp mà là không có cái địch nào để nó tráo đổi chẳng hạn, thì cái sát thương skill 2 này của nó sẽ được tăng thêm đó là 15%. Vậy là các bạn thấy ở skill 1 của nó thì đã mất đi cái hiệu ứng đó là cướp đi búp của địch để chuyển cái hiệu ứng bất lợi của nó sang. Và bây giờ skill 2 của nó cũng mất đi hiệu ứng, đó chính là cái lưỡi đao nước để đánh lên địch lúc đầu và tăng thêm cho bản thân nó đó là sát thương và tỷ lệ kích chẳng hạn, thì hai hiệu ứng này cũng đã không có. Còn với skill 3 của Palkia bây giờ thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 450% công đặc biệt, và trong đòn tấn công này của Palkia thì nó sẽ tăng được thêm đó là 20% tỷ lệ bạo kích này. Nhưng mà sẽ có một cái khác, hồi trước đó là khi tiêu diệt được địch thì là cái sát thương tràn ra là bao nhiêu thì 30% số đó sẽ được đánh sang ngẫu nhiên một địch khác, thì bây giờ cái skill nó khác rồi. Tức nghĩa là nó sẽ tấn công lên mục tiêu với sát thương gây ra là bao nhiêu thì 30% số đó sẽ được chuyển sang ngẫu nhiên một địch khác nữa, chứ không cần thiết đó là địch đó phải chết. Thì đó chính là một cái hiệu ứng mình thấy cũng rất là ổn ở đòn tuyệt kỹ của Palkia. Kiểu dạng như bây giờ cái sát thương của nó ở đòn tuyệt kỹ mình thấy cũng rất là cao này, tấn công đơn này, tăng thể bạo kích này. Và kèm theo nữa, cái hiệu ứng lưỡi đao nước của nó theo kiểu mà ở skill 2 thì bây giờ chuyển sang skill 3 rồi. Lúc này thì Palkia nó sẽ nhận được lưỡi đao nước trong vòng 2 lượt. Vậy lưỡi đao nước là gì? Đó chính là trước khi bạn hành động thì bạn cũng sẽ gây ra một sát thương đánh lên địch, đó là dựa theo 100% công đặc biệt của Palkia, và đó là một yếu tố nước này. Và kèm theo nữa là 45% cái sát thương mà Palkia gây ra đó cũng sẽ đánh lan sang những địch khác đứng cạnh mục tiêu. Và bản thân Palkia khi có cái lưỡi đao nước này thì nó cũng sẽ nhận được thêm đó là 15% tỷ lệ hút máu này. Lưỡi đao nước là kiểu như thế này, địch bỗng dưng bị mất máu đây, dựa theo 100% công đặc biệt của Palkia này. Và bây giờ cái lưỡi đao nước này còn sát thương lan nữa. Hiện tại thì chưa phải là bộ skill mới cho nên chưa thấy rõ. Những địch bên cạnh cũng sẽ nhận một cái sát thương tương tự, đó là 45% công đặc biệt. Bây giờ đến phần nội tại của Palkia này. Đó là khi mà Palkia tấn công thì nó sẽ kích hoạt cái hiệu ứng, đó chính là cái thanh tẩy loại 1. Thanh tẩy loại 1 thì mình cũng đã giới thiệu ở trong bộ skill của Manaphy hay là Raven Kyo rồi. Đó chính là nó sẽ loại bỏ đi một búp của địch. Và cứ khi kích hoạt được hiệu ứng thanh tẩy như thế này hoặc là nhận được một hiệu ứng thanh tẩy đến từ đồng đội chẳng hạn thì Palkia nó sẽ được tăng vĩnh viễn đó là 20% công đặc biệt và được có thể được cộng dồn đến 6 lần. Vậy là bây giờ Palkia nó sẽ là một con thuộc dạng thuần công, kiểu dạng như rất là ưu tiên, kiểu dạng như tăng cái sức tấn công của nó rất là cao. Và những đòn tấn công của nó sẽ cướp đi một búp của địch. Thì đó chính là cái nội tại mới của Palkia. Thì hồi trước đó là Palkia nó sẽ cướp đi cái thủ đặc biệt của địch là cho vào tấn công của nó, thì bây giờ nhà phát hành cho phát luôn đó là cứ mỗi đòn tấn công mà kích hoạt thanh tẩy cướp được cái búp của địch chẳng hạn thì coi như là Palkia được sẽ được tăng thêm 20% công đặc biệt rồi. Tiếp theo đến phần nội tại của Palkia khi 6 sao, đó chính là khi mà máu nó dưới 40% lần đầu tiên thì nó sẽ trốn ra một chiều không gian khác giống như thế này.
Trong lúc này thì nó sẽ không nhận bất kỳ một cái sát thương hay là hiệu ứng nào cả. Và khi nó quay trở lại ở lượt kế tiếp thì nó sẽ được hồi lại đó là 15% máu và kích hoạt hiệu ứng đó là thanh tẩy hoàn toàn. Thanh tẩy hoàn toàn ở đây đó chính là một hiệu ứng kiểu như là xóa bỏ toàn bộ các hiệu ứng khống chế và bất lợi mà nó đang có này. Thì bây giờ team nước, như các bạn thấy đó là một số Pokemon hệ nước như Manaphy, Raikou hay là của con Kennel mình vừa giới thiệu chẳng hạn, thì rất là ưu tiên một số cái hiệu ứng kiểu dạng như thanh tẩy như thế này, kiểu dạng như giải khống chế, giải hướng bất lợi rất là nhiều. Thì đây chính là đặc trưng của team nước. Tức nghĩa là ngày trước 4 sao đã có cái hiệu ứng trốn vào trong cái chiều không gian này rồi thì bây giờ phải 6 sao mới có. Và 8 sao của Palkia bây giờ đó chính là khi mà nó từ chiều không gian khác quay trở lại giống như thế này thì nó sẽ nhận được lưỡi dao nước trong vòng 2 lượt này và kèm theo nữa là hiệu ứng khống chế mà nó sẽ nhận vào trong lần kế tiếp thì nó sẽ được hóa giải ngay lập tức. Thì đó chính là hiệu ứng 8 sao của Palkia, kiểu như 8 sao ngày trước thì nó có thêm một lần ẩn thân nữa thì bây giờ không có rồi. Một lần ẩn thân ở 6 sao thôi. Và nếu các bạn lên được 11 sao của Palkia thì lần đầu tiên ra đòn tuyệt kỹ thì nó cũng sẽ trốn vào chiều không gian khác. Và cái này nó sẽ được kích hoạt một lần. Vậy là hiệu ứng 11 sao của Palkia bây giờ thì nó có thể trốn vào trong cái chiều không gian khác thêm một lần nữa nhưng không phải là mất máu mà nó ra đòn tuyệt kỹ đầu tiên thì nó sẽ trốn này. Vậy là bộ skill của nó thì mình cảm thấy cũng rất là ít hiệu ứng nhưng chủ yếu là theo kiểu mà tăng sát thương lên rất là nhiều bởi vì hiệu ứng thanh tẩy mà. Cứ mỗi lần như vậy là tăng thêm 20% công đặc biệt rồi và chứng tỏ là Palkia bây giờ theo kiểu mà thuần công rất là nhiều. Vậy là bộ kỹ năng của tất cả các S cộng S ở đợt chỉnh sửa này mình cũng đã review hết rồi. Còn về cái Z move của nó nữa, Z move thì có lẽ bây giờ là bộ skill của nó thì đơn giản nhưng mà khi nâng được lên Z move thì nó cũng sẽ có nhiều cái cải tiến hơn. Ví dụ như là đợt trước mình có nói là về Lugia chẳng hạn, Lugia thì nó sẽ tạo được hiệu ứng gió bảo hộ này. Nếu lên được Z move thì nó sẽ tạo gió bảo hộ cho toàn bộ team cơ. Vậy nên là chắc đợt này xong thì mình cũng sẽ nếu mà có thời gian thì mình sẽ dịch Z move mới của những S cộng S. Đương nhiên là khi chỉnh sửa lại bộ skill mới rồi thì Z move cũng sẽ thay đổi theo.